Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chiều tối 18 tháng 8 theo giờ địa phương, ngay sau khi đến thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên đại sứ quán, đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Tham dự có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai. Trò chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt trong việc góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển chung của nước sở tại. Đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước, chủ động có những đóng góp thiết thực hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đây là cầu nối cho quan hệ truyền thống hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tại tượng đài Bắc Hồ trong khuôn viên đại sứ quán. Sau cách mạng tháng 8, từ lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân Lào Cai, tháng 10 năm 1945, chính quyền cách mạng tại Lào Cai được thành lập. Và 3 năm sau, ngày 10 tháng 10 năm 1948, tại thôn Soi Lần, xã Cam Đường, chi bộ nông thôn đầu tiên của tỉnh ra đời. Từ đây, phong trào cách mạng của Lào Cai có đảng lãnh đạo đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phát huy truyền thống cách mạng, trong suốt chặng đường lịch sử, cả hệ thống chính trị xã Cam Đường, thành phố Lào Cai luôn coi việc củng cố, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền là nhiệm vụ then chốt. Ngay sau khi thành lập, chi bộ Soi Lần ra sức chuẩn bị các điều kiện về lực lượng, hậu cần cho cuộc khởi nghĩa. Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, đêm ngày 12 tháng 12 năm 1948, tại nơi này, nhân dân các dân tộc Cam Đường đã phát động khởi nghĩa vũ trang, vừa chiến đấu du kích với chiến lược vườn không nhà trống, vừa củng cố xây dựng chính quyền. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp nhanh chóng lan rộng khắp ra nhiều nơi trong tỉnh. Khi mà khởi nghĩa vũ trang xong, thì giữa lực lượng du kích rồi phối kết hợp với cái lực lượng bộ đội địa phương, thì chúng ta từng bước đánh úp tổn thất hao mòn cho cái lực lượng của thời Pháp. Cho nên từ chỗ đó để chúng ta tiến tới từng bước giải phóng Lào Cai. Nhà truyền thống này là nơi lưu giữ kho tư liệu quý, minh chứng về những năm tháng hào hùng tại vùng đất cách mạng Cam Đường. Trong giai đoạn cam go nhất, nhân dân các dân tộc nơi đây luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, một lòng đi theo cách mạng. Cũng từ căn cứ này, nhiều quần chúng ưu tú đã trưởng thành, được giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, những tổ chức đoàn thể đầu tiên được thành lập. Chúng ta đã giành thắng lợi và nhân dân cũng rất là phấn khởi, là toàn bộ cái khu vực Cam Đường lúc đó thì chúng ta được giải phóng và nhân dân ấy là trực tiếp là thành lập các tổ chức đoàn thể như là hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội phụ lão cứu quốc. Đây là những cái mà chúng ta bước đầu chúng ta xây dựng chính quyền địa phương non trẻ. Cam Đường khi xưa bao gồm toàn bộ khu vực phía nam thành phố hiện nay. Nơi này giờ đã dần khoác lên mình diện mạo của một đô thị khang trang hiện đại. Còn tại cái nôi cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Cam Đường vẫn luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực thi đua, góp sức thay đổi diện mạo quê hương, phấn đấu đủ điều kiện nâng cấp lên phường vào cuối năm nay. Xã hội hóa của cấp ủy, của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân đã thực hiện các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là thực hiện 13 trên 13 thôn là xây dựng nông thôn mới trong cái giai đoạn mới. Thế và tập trung vào phát triển kinh tế, các cái mô hình, việc xã hội hóa trong cái việc thực hiện về cái hạ tầng, về đô thị, về giao thông nông thôn, mở rộng các cái tuyến đường. Vẫn còn đó những khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cam Đường luôn quyết tâm nỗ lực thi đua phát triển kinh tế, đẩy mạnh đô thị hóa, để mỗi người dân không chỉ tự hào là vùng quê có bề dày truyền thống cách mạng, mà còn là đô thị mới, giàu đẹp, phồn vinh.
Thưa quý vị, đường sắt Hà Nội Lào Cai và ngược lại là một trong những tuyến được ngành đường sắt tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tuyến Hà Nội Lào Cai chạy thêm tàu SP7 xuất phát tại ga Hà Nội và tàu SP8 xuất phát tại ga Lào Cai. Trong đó, tàu SP7 chạy tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 8 và ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng 9. Tàu SP7 chạy tại ga Hà Nội lúc 22 giờ 40 phút tối hôm trước đến ga Lào Cai lúc 6 giờ 25 phút ngày hôm sau. Tàu SP8 xuất phát từ ga Lào Cai lúc 12 giờ 5 phút các ngày 23 đến ngày 31 tháng 8 và các ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 tháng 9 đến ga Hà Nội lúc 19 giờ 37 phút cùng ngày. Các chuyến có đỗ nhận trả khách ở các ga trên tuyến. Ngành đường sắt áp dụng chính sách giảm giá vé thường xuyên cho các đối tượng chính sách, người khuyết tật, khách đặt vé khứ hồi và khách đoàn từ 20 người trở lên. Thư viện Hà Nội đang tổ chức trưng bày chuyên đề Cách mạng tháng 8 năm 1945, mốc son lịch sử với nhiều tư liệu được tuyển chọn. Theo đó, hơn 300 tư liệu được tuyển chọn theo các nội dung: Đảng lãnh đạo và tổ chức các cuộc đấu tranh cách mạng, khởi nghĩa giành chính quyền, Cách mạng tháng 8, bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, tuyên ngôn độc lập và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ Cách mạng tháng 8 đến công cuộc đổi mới đất nước. Đây là hoạt động văn hóa góp phần tuyên truyền lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hoạt động trưng bày sẽ kéo dài đến hết ngày 5 tháng 9 năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành quyết định về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Căn cứ theo các quy định của pháp luật, Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận, cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại luật đất đai và đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường, trừ dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị. Thời gian ủy quyền bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027. 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Lào Cai đã cấp được 2.159 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, đạt 51% kế hoạch năm. Thưa quý vị, tăng cường công tác giám sát chất lượng thuốc và các loại mỹ phẩm, Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Lào Cai, đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh, đã tổ chức các đoàn kiểm tra đối với các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh. Qua hoạt động này nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm quy định của Bộ Y tế về bảo quản và kinh doanh thuốc, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng. Một buổi kiểm tra của Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Lào Cai đối với siêu thị thuốc số 16 tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai. Sau khi thông tin đến chủ cơ sở các quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh thuốc, đoàn kiểm tra đã lấy mẫu một số loại thuốc để có đánh giá cụ thể về chất lượng thuốc. Trước khi kiểm tra thì đoàn bao giờ cũng có cái thông báo về cái quyết định kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra và kiểm tra chúng tôi theo các cái nội dung đã được triển khai theo quy định. Trong quá trình thực hiện cái chuyên môn thì thường là sở và ngành cũng có những thông tin cho chúng tôi, những cái cập nhật về thông tin mới. 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Lào Cai đã thành lập 7 đoàn kiểm tra tiến hành giám sát tại 55 cơ sở hành nghề y dược trong toàn tỉnh. Qua kiểm tra đã lấy 443 mẫu thuốc tân dược, vị thuốc và mỹ phẩm để kiểm nghiệm chất lượng. Việc lấy mẫu tập trung vào các sản phẩm dễ bị biến đổi, có nghi ngờ về chất lượng, sản phẩm không đáp ứng các quy định về bao bì nhãn mác. Qua đó kịp thời phát hiện một số loại thuốc không đảm bảo chất lượng và có đề xuất cụ thể với ngành y tế về phương án xử lý. Đối với các cơ sở y tế là việc đảm bảo theo thực hành tốt bảo quản thuốc. Đối với các cơ sở bán buôn thì là thực hiện theo quy định của thực hành tốt cơ sở phân phối thuốc. Tuy nhiên thì vẫn còn có một số các cái tồn tại khi mà họ thực hiện thì nó chưa đảm bảo tuân thủ đúng theo các cái quy định đã được chỉ ra. Và trong quá trình đó thì đoàn kiểm tra giám sát chất lượng của Trung tâm Kiểm nghiệm thì đều chỉ ra và hướng dẫn cho các cái cơ sở làm sao để thực hiện đúng theo quy định hiện hành. Theo chức năng nhiệm vụ, Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Lào Cai có thể kiểm nghiệm được hầu hết các loại thuốc thiết yếu đang lưu hành trên thị trường. Để nâng cao hoạt động kiểm tra giám sát và chất lượng kiểm nghiệm thuốc, Trung tâm đã tham gia tích cực vào các đợt thử nghiệm và đánh giá liên phòng
thí nghiệm do Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương tổ chức. Qua đó có đánh giá cụ thể về năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm, đồng thời cập nhật những phương pháp kiểm nghiệm mới, góp phần đảm bảo chất lượng thuốc và mỹ phẩm lưu hành trên thị trường, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng. Chiều ngày 18 tháng 8, đại diện đội 1 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt tài xế Nguyễn Mạnh Hát, sinh năm 1971, quê Lào Cai, về hành vi dừng đỗ trên cao tốc Nội Bài Lào Cai để đón khách. Trước đó, khoảng 9 giờ 24 phút ngày 18 tháng 8, theo clip đăng tải trên mạng xã hội, một xe container đang di chuyển trên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Khi tới km 202 thuộc địa phận huyện Văn Bàn, buộc phải phanh gấp vì gặp xe ô tô khách mang biển kiểm soát 21B008XX do tài xế Nguyễn Mạnh Hát điều khiển đã dừng đỗ để đón khách ngay trên đường cao tốc, gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Sau khi nắm được thông tin, đội 1 Cục Cảnh sát Giao thông đã tiến hành xác minh, triệu tập tài xế Hát tới làm việc và lập biên bản xử phạt 11 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng. Liên danh FPT Quy Nhơn thuộc tập đoàn FPT phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định chính thức động thổ khởi công dự án Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo AI, đô thị phụ trợ tại thành phố Quy Nhơn. Dự án có quy mô hơn 93 ha, tổng vốn đầu tư 4.362 tỷ đồng. Dự án triển khai nhằm thu hút đầu tư lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo và phát triển trí tuệ nhân tạo theo thời đại công nghệ 4.0, hướng đến thời đại công nghệ 5.0. Xây dựng mới một khu đô thị hiện đại về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với tính chất chính là đô thị AI. Lãnh đạo tỉnh Bình Định khẳng định, đây không chỉ là bước ngoặt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, mà còn là một minh chứng sống động cho sự quyết tâm của tỉnh trong việc nắm bắt và ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn đời sống theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 52 ngày 27 tháng 9 năm 2019. Dự án quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên, sử dụng vốn vay của cơ quan phát triển Pháp AFD vừa chính thức được phê duyệt. Dự án gồm các hạng mục: xây dựng hồ chứa nước Sái Lương tại xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo có dung tích khoảng 5 triệu mét khối và nhiều hạng mục đầu tư khác. Tổng mức đầu tư hơn 1.389 tỷ đồng. Ngoài mục tiêu điều tiết nguồn nước giữa các lưu vực, dự án còn bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho 35.000 người và 21.000 ha đất nông nghiệp để hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn với hai loại cây trồng chủ lực là mắc ca và cà phê trên địa bàn, đồng thời phủ xanh đất chống đổi chọc, bảo vệ môi trường. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin thời sự quốc tế. Tại Nga, mới đây, Tổng thống Vladimir Putin đã bổ nhiệm các nhân sự quan trọng trong Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao của nước này. Bà Anna Tashivileva, người đã giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng kể từ tháng 6 năm 2024, sẽ đảm nhiệm thêm vai trò thư ký nhà nước trong bộ này, có trách nhiệm giám sát sự hỗ trợ xã hội và nhà ở cho quân nhân và liên lạc với quỹ nhà nước những người bảo vệ Tổ quốc. Quỹ này hỗ trợ những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong khi đó, ông Sergei Putin là một nhà ngoại giao dày dặn kinh nghiệm với nhiều nhiệm vụ trong nước và quốc tế, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao. Việc bổ nhiệm hai nhân sự quan trọng trong chính phủ diễn ra trong bối cảnh kể từ tháng 5, không lâu sau khi tái đắc cử, Tổng thống Putin đã tiến hành cải tổ nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng. Các nguồn tin Ai Cập mới đây cho biết, các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại Gaza đã được lên kế hoạch nối lại vào nửa cuối tháng 8. Theo đó, ba phái đoàn trung gian hòa giải gồm Ai Cập, Qatar, Mỹ cùng phái đoàn của Israel sẽ tham dự các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 8 tới tại Cairo, Ai Cập. Các nguồn tin Ai Cập cho biết, các đại diện của Ai Cập, Mỹ và Israel hiện đang ở Doha, Qatar sẽ thảo luận các điểm kỹ thuật của thỏa thuận ngừng bắn để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tại Cairo. Cairo, Doha và Washington đã làm trung gian trong một lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần giữa Israel và Hamas, kết thúc vào cuối tháng 11 năm 2023, song các nỗ lực hòa giải tiếp theo trong vài tháng qua chưa mang lại kết quả nào. Thời tiết nắng nóng làm nhiệt độ nước biển tăng đang gây ra tình trạng chết hàng loạt ở các trang trại nuôi chai của Croatia. Ước tính 90% lượng chai đến độ thu hoạch của các trang trại này đã bị chết trong đợt nắng nóng tấn công khu vực Balkan vừa qua.
Theo những nghiên cứu mới nhất, chai rất nhạy cảm với nhiệt độ và không thể sống sót ở mức nhiệt 30 độ C trong hơn 3 ngày. Đây có thể là những gì đã xảy ra ở vịnh Malistone. Nhưng điều đang gây lo lắng không chỉ dừng lại ở mùa vụ năm nay mà còn cả năm sau, khi những con chai giống cũng đang chết dần. Nhiệt độ trên đất liền ở Dalmatia dao động quanh mức 40 độ C trong nhiều ngày vào giữa tháng 7. Hôm qua, một vòng đu quay khổng lồ tại lễ hội âm nhạc ở Đức đã bị cháy, khiến hơn 20 người bị thương. Cảnh sát Đức cho biết, đám cháy bùng phát trên hai toa của vòng đu quay ở lễ hội âm nhạc Highfield gần thành phố Leipzig, miền đông nước này. Vụ việc khiến 4 người bị bỏng, 1 người bị thương do ngã và 18 người bị ngạt khói. Một số thành viên của lực lượng cảnh sát và cứu hỏa cũng đã bị thương. Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lễ hội Highfield được coi là lễ hội nhạc rock độc lập lớn nhất trong khu vực, thu hút khoảng 25.000 khách đến bờ hồ Stormthaler nhân tạo gần Leipzig vào mỗi mùa hè. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.